kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin 18:30 phát sóng hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bản tin cũng đang được phát sóng trực tuyến trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên như ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Sau đây là những nội dung sẽ có trong bản tin. Vượt qua khó khăn do giá thép giảm và biến động từ thị trường thế giới, sản lượng sản xuất và xuất khẩu thép của tập đoàn Hòa Phát vẫn có những tín hiệu tốt. Tại tỉnh Hưng Yên, tập đoàn Hòa Phát có nhiều nhà máy đang sản xuất đa dạng các sản phẩm về thép các loại, đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất chung của tập đoàn. Qua 9 tháng đầu năm 2022, Hòa Phát sản xuất được hơn 6 triệu tấn thép, trong đó thép xây dựng chiếm 3,4 triệu tấn, tăng 24% so với cùng kỳ. 9 tháng cũng ghi nhận dấu mốc về xuất khẩu thép của tập đoàn vượt trên 1 triệu tấn, tương đương với lượng xuất khẩu cả năm 2021. Hiện nay tập đoàn Hòa Phát đang xuất khẩu thép sang 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Xã Hải Triều là địa phương có tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh nhất ở huyện Tiên Lữ với tỷ lệ đạt gần 97%. Từ đầu năm đến nay, xã Hải Triều đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư lần đầu được 24 trường hợp với diện tích 5.300 m². Đối với đất nông nghiệp, xã cũng đã cấp thêm được 3 trường hợp, diện tích 0,2 ha. Xã Hải Triều đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 7.000 thửa với diện tích trên 350 ha, còn lại chưa cấp là hơn 230 thửa, chủ yếu là các trường hợp còn gặp khó khăn do đất không đúng diện tích theo thực tế, không đúng đối tượng, xác định thời hạn nguồn gốc sử dụng đất không chính xác hay xác định nghĩa vụ tài chính. Đường DH23 từ xã Yên Phú đi xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ đã xuống cấp trong thời gian dài, không chỉ gây khó khăn cho việc sinh hoạt đi lại của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Dù đã nhiều lần được sửa chữa san lấp nhưng chỉ được một thời gian ngắn do lưu lượng xe tải trọng lớn đông, mặt đường gồ ghề xuất hiện nhiều ổ gà ổ trâu, ngày nắng thì bụi bặm, ngày mưa thì úng ngập, khiến cho việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Không chỉ vậy, tại tuyến đường này còn thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn tự nạn. Mới đây, một nữ sinh khi tham gia giao thông tại đây do đường gồ ghề đã bị ngã, sau đó va chạm với xe ô tô và tử vong tại chỗ. Việc chiếm dụng lòng đường vỉa hè để phơi thóc, rơm rạ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông nên sẽ bị xử lý vi phạm hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự. Phơi rơm rạ, thóc lúa hay vận hành máy tút lúa ven đường là nguyên nhân gây tai nạn cho người và phương tiện giao thông. Căn cứ theo Nghị định 100 của Chính phủ, tại điểm B, khoản 1, điều 1, Nghị định 100, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với các cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức, thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: phơi thóc lúa, rơm rạ, nông lâm hải sản trên đường bộ, đặt máy tút lúa trên đường bộ. Ngoài ra, nếu hành vi phơi thóc, lúa, rơm rạ trên đường bộ có dấu hiệu cấu thành tội phạm cản trở giao thông đường bộ, thì người dân có liên quan phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Điều 261 Bộ Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi. 10 cá nhân có chức vụ đầu tiên ở Đắk Lắk sắp được kiểm tra tài sản thu nhập. Kết quả bốc thăm, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh mỗi đơn vị có 4 người, trong đó có một phó giám đốc ban và lãnh đạo cấp phòng. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có 2 người. Đây là những người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng và Nghị định số 130 ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ. Việc lựa chọn người được xác minh thực hiện bằng hình thức bốc thăm để thể hiện tính minh bạch, dân chủ, công bằng và khách quan. Việc xác minh sẽ được triển khai trong tháng 11 và tháng 12 năm 2022. Nội dung xác minh tập trung vào hai vấn đề: tính trung thực đầy đủ rõ ràng của bản kê khai và tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm nếu có. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài đêm ngày 15 và sáng ngày 16 tháng 10 khiến nhiều nơi tại tỉnh Quảng Trị bị ngập cục bộ. Tại hai huyện miền núi Đắk Rông và Hướng Hóa, nhiều nơi bị chia cắt. Đặc biệt, thủy điện trên sông Đắk Rông, mực nước dâng cao có nơi vượt trên 5 mét. Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tiếp tục bị sạt lở. Ghi nhận tại huyện Đắk Rông, mưa lũ đã làm chia cắt hai điểm ở km 265 và km 273 thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh với mực nước ngập khoảng 50 cm đến 1 m. Tuyến đường 5883 bị chia cắt tại ngầm tràn Ba Lòng, ngập sâu trên 3 m. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, khu vực tỉnh Quảng Trị vừa qua có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến đạt 100 đến 250 mm. Một số nơi cao hơn như A Vao 278 mm, Hải Phòng 286 mm, Tà Long 316 mm, Mỹ Chánh 329 mm, A Bung 370 mm, Tà Rụt 371 mm, đập thủy điện La Tó 422 mm. Hiện nay, lũ trên sông Ô Lâu, Thạch Hãn đang lên ở mức báo động 2 đến trên báo động 3,
các sông khác mực nước đang dao động ở mức báo động 1 đến 2. Công an tỉnh Hà Nam vừa khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng và người tiền nhiệm để làm rõ việc cho thuê đất nông nghiệp trái quy định. Theo đó, Công an tỉnh Hà Nam ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Lại Tuấn Anh, 37 tuổi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Ba Sao, để làm rõ tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, quy định tại Điều 229 Bộ Luật Hình sự. Cùng tội danh, Công an tỉnh Hà Nam cũng khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Nguyễn Trung Văn, 52 tuổi, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Kim Bảng, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Ba Sao và bà Phan Thị Ngọc Thương, 38 tuổi, cán bộ địa chính Ủy ban Nhân dân thị trấn Ba Sao. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam phê chuẩn, Công an tỉnh Hà Nam đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên. Một ô tô điện đầu tay của hãng xe Việt VinFast VFE34 vừa phát đi thông báo triệu hồi 710 chiếc để kiểm tra khắc phục lỗi liên quan đến cảm biến hai bên thân xe, hoạt động không tương thích với bộ điều khiển túi khí. Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, đơn vị này vừa phê duyệt chương trình triệu hồi xe của VinFast liên quan đến 730 chiếc VinFast VFE34. Các xe thuộc diện triệu hồi được xác định sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2022 tại nhà máy sản xuất của VinFast đặt tại Hải Phòng. Phần lớn trong số này đã giao tới tay người mua tại Việt Nam. Theo nhà sản xuất, trên các xe điện VinFast VFE34 nằm trong diện ảnh hưởng cảm biến va chạm bên có nguy cơ hoạt động không tương thích với bộ điều khiển túi khí, dẫn đến tín hiệu gửi về cảm biến về bộ điều khiển túi khí không chính xác. Trong trường hợp xe gặp tai nạn, lỗi này sẽ dẫn đến nguy cơ không kích hoạt hoặc làm hệ thống túi khí rèm kích hoạt đúng thời điểm. Chuyển sang các thông tin quốc tế, Đức cho biết dự trữ khí đốt đã đạt 95%, nhanh hơn 2 tuần so với mục tiêu chuẩn bị đối phó với mùa đông thiếu khí đốt Nga. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga đã phải tăng cường dự trữ trước mùa đông trong bối cảnh nguồn cung khí đốt từ Nga gián đoạn sau khi chiến sự nổ ra ở Ukraine. Bộ trưởng Kinh tế Đức, ông Robert Habeck, gọi đây là một cột mốc quan trọng. Hồi tháng 7, Đức đặt ra một loạt các mục tiêu để thúc đẩy mức dự trữ khí đốt đạt 95% vào tháng 11. Chính phủ nước này cho biết các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong những tuần gần đây và việc tăng cường mua khí đốt từ các nhà cung cấp khác đã cải thiện tình hình. Theo ước tính, Đức đã chi khoảng 1,5 tỷ euro để mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ các nhà cung cấp chính là Qatar và Mỹ. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, chiếc máy ảnh kỹ thuật số lớn nhất từng được chế tạo đang sắp chuẩn bị hoàn thành. Kính viễn vọng LSST sắp hoàn thành tại phòng thí nghiệm máy gia tốc quốc gia của Bộ Năng lượng Mỹ ở California. Với kích thước 1,65m x 3m, thiết bị lớn ngang một chiếc xe hơi nhỏ và nặng gần 2.800 kg. Sau khi hoàn thành, LSST sẽ chụp ảnh kỹ thuật số toàn bộ bầu trời Việt Nam. Thiết bị sẽ khảo sát nhanh, rộng và sâu hầm trời đêm, phân loại số lượng sao và thiên hà lớn nhất từng được quan sát. Dù camera vẫn chưa hoàn thiện, tất cả bộ phận máy móc đã được lắp ráp. Cảm biến chụp ảnh của LSST có thể phát hiện vật thể mờ gấp 100 triệu lần vật thể nhìn được bằng mắt thường. Độ nhạy này cho phép quan sát ngọn nến từ khoảng cách hàng nghìn km. Một chiếc quần jean từ những năm 1880 vừa được bán đấu giá với hơn 87.000 đô la Mỹ tại một thị trấn nhỏ ở bang New Mexico. Chiếc quần jean từ thế kỷ 19 được phát hiện trong một khu mỏ bỏ hoang và được hai người am hiểu thị trường đồ cổ mua lại trong buổi đấu giá ở New Mexico. Chiếc quần jean được bán với giá 87.400 đô la Mỹ, trong đó 15% phí bảo hiểm cho người mua. Đây là mức giá cao nhất từng được trả cho một chiếc quần jean. Được biết, chiếc quần jean từ thế kỷ 19 này có độ bền đáng kinh ngạc và hoàn toàn có thể mặc được. Thủ đô Oslo của Na Uy đang trên đà trở thành thủ đô đầu tiên trên thế giới có hệ thống giao thông công cộng hoàn toàn bằng điện. Thành phố dự kiến hoàn thành mục tiêu vào năm sau và mục tiêu lâu dài là trở thành thủ đô không phát thải đầu tiên trên thế giới vào năm 2030. Để thực hiện mục tiêu này, Oslo đã thúc đẩy việc thay thế các xe buýt truyền thống bằng 450 xe buýt chạy điện. Theo giới chức Oslo, xe buýt chạy điện giúp tiết kiệm chi phí khoảng 5% so với xe buýt chạy bằng nhiên liệu diesel truyền thống, trong khi lại thân thiện hơn với môi trường. Bên cạnh đó, hiện thành phố đã điện khí hóa hầu hết các phà chạy qua các vịnh hẹp. Thời lượng dành cho bản tin 18h30 phút đến đây là kết thúc. Nếu như không thể xem trực tiếp, quý vị và các bạn có thể xem lại trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên như ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.